Kính chào giáo sư Stephen Yan. Chúng tôi là Chu Linh, từ Hoa Thiền Đốn, thuộc Việt Nam Film Club. Hôm nay xin gửi lên giáo sư lời cảm ơn về nhà Ý đã mời chúng tôi đến tham dự cái buổi hội thảo đặc biệt về chiến tranh Việt Nam tại trường đại học Harvard. Thì chắc chắn chúng tôi sẽ có một cái video về cái buổi hội thảo này. Và trước khi mà bắt đầu cuộc hội thảo thì xin giáo sư dành cho một cái buổi phỏng vấn ngắn dành cho cái cuốn phim tài liệu mà chúng tôi đang thực hiện về những cái dữ kiện và những cái biến cố liên quan đến thời cuộc Việt Nam. Theo giáo sư thì đâu là những cái nguyên nhân chính mà đã trói buộc Đảng Cộng sản Việt Nam vào Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài, trong chiến tranh và cho đến ngày hôm nay? Thưa anh, thì nhiều người biết là Cộng sản Việt Nam phải biết ơn Trung Quốc nhiều chuyện. Bắt đầu khi chiến tranh Việt Minh đó, vì nếu Trung Quốc, nếu ông Mao Trạch Đông không có giúp Đảng Cộng sản và Việt Minh hồi 50-51, nhất là khi trong Điện Biên Phủ 54, thì chưa chắc Cộng sản là đánh được người Pháp. Nhưng mà lúc đó có hai cường quốc Cộng sản, một là Trung Quốc, hai là Nga, tức là Soviet Union. Mà mình không biết nhiều là Đảng Cộng sản phải chơi hai bên, tức là họ phải lấy lòng Trung Quốc mà không phải lấy lòng Nga sâu. Mình không biết là bao nhiêu năm trong cái Đảng Cộng sản có hai phe lớn, một cái phe của Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, một cái phe kia của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Mà hình như là ông Hồ Chí Minh và ông Giáp nó thân Nga hơn là Trung Quốc, mà Lê Đức Thọ và Lê Duẩn thì chơi bên nào cũng được hết. Khi Đảng gặp một cái tình trạng nguy lắm sau Nga sụp đổ, tại vì khi nào có Nga và Trung Quốc thì có một cái có thể chơi hai bên, tức là không có bên nào là có ảnh hưởng nhiều quá. Nếu Trung Quốc đòi hỏi nhiều quá thì Việt Nam đi theo Nga, nếu Nga là ép cái gì thì phải đi theo Trung Quốc. Mà ông Lê Duẩn thì phải nhờ người Nga để mới lấy được miền Nam là 75, tại vì Nga đã tiếp tế cho Bắc Việt sau 73. Mà nếu Bắc Việt không có vỏ khí, không có xe tăng đủ thứ của Nga thì không có thắng được miền Nam. Nhưng mà lúc mà Soviet Union sụp đổ thì chỉ còn Trung Quốc. Thì theo cái kinh nghiệm của tôi nói chuyện với mấy người cộng sản năm cộng sản mà cấp lớn năm 91, 92, 93, thì lúc đó cái Đảng không biết đi về đâu. Thì có một phe mà cái người cầm phe đó là ông Lê Đức Anh, thì họ muốn đi về Trung Quốc tại vì họ sợ người Mỹ. Mà họ biết là nếu đi với Mỹ thì họ phải dân chủ hóa Việt Nam, họ phải có một tự do nhiều hơn cho dân, mà họ không muốn làm như vậy. Nhưng mà có một cái phe khác, có một cái phe là họ không muốn đi với Tàu. Hình như vì khi sự một cái tinh thần dân tộc của người Việt Nam, họ muốn Việt Nam là độc lập, họ không muốn Việt Nam lệ thuộc của Trung Quốc, của Bắc Triều. Lúc đó bắt đầu nghe khi chữ Bắc Triều chính là cộng sản thì không nói cái chữ Bắc Triều, không có thích. Nhưng mà hai phe đó là cạnh tranh. Nhưng mà năm 90 hình như là rất là bí mật. Khi phe của Lê Đức Anh, họ có một cái thỏa hiệp giữa hai đảng á. Mà khi lúc mà tôi thấy cái đảng nó quyết định, nó đi với Trung Quốc là năm 93. Lúc là một số anh em Việt Nam trong cái Liên minh Dân Chủ, ông hải ngoại mà trong nước có cái phong trào xây dựng dân chủ và tính tổ chức một cái hội thảo để tìm một cái khách để cho đảng là tự, mà tôi trên lúc đó tôi đưa ra một cái kế hoạch, một sau bước để cho Đảng Cộng sản là tự dân chủ hóa Việt Nam, mà họ không có mất quyền hoàn toàn, mà không có bị ai hạ họ, không có trả thù cho họ những cái tội của Đảng Cộng sản á. Nhưng mà đến khi phục chót thì ông Lê Đức Anh thì ở Bắc Kinh thì ông nói cái gì về Trung Quốc tôi không biết, nhưng mà cái rút cuộc là khi hội thảo là bị dẹp. Tôi bị bắt phải làm việc với công an mấy ngày và mấy người bạn, cũng như là anh Phạm Thái, Nguyễn Ngọc Tân Phạm Thái, phải đi tù mười mấy năm nữa. Rồi tôi nghĩ từ lúc đó
cái đảng vì lý do của đảng, có là phải nói rõ cái lý do khi là quyền lợi của đảng, không phải là quyền lợi của dân tộc, không phải là quyền lợi đất nước của Việt Nam, chỉ đảng phải có một cái thế lực ở ngoài để nuôi họ. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó tôi nghĩ rằng sau nói chuyện với mấy người cộng sản, họ biết dân Việt Nam không có thích đảng cộng sản, không có thích lý thuyết cộng sản, mà chính lúc đó đảng đã bỏ lý thuyết Mark Lenin nữa, hay là họ không có lý thuyết, họ chỉ có cái bộ máy công an. Mà từ lúc đó có hai cái là đi song song với nhau, cái quyền của công an lên hơn là đảng, tức là có tổng cục hai và đi với Trung Quốc, và Trung Quốc đặc biệt là làm thầy của công an Việt Nam. Thành ra tôi thấy đến năm nay, năm 2014, thì cái thế lực chính của cộng sản là một cái lực lượng công an ở trong nước, và nhờ cái sự ủng hộ của Trung Quốc thì cái công an thì mới làm ăn. Thưa giáo sư, giáo sư đã có một thời gian phục vụ tại Việt Nam trước năm 1975 trong chương trình phát triển nông thôn. Giáo sư cũng là cái người mà đã nghiên cứu rất tường tận về lịch sử Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến cái thời cuộc Việt Nam ngày hôm nay. Khi nhìn về toàn cảnh cái bức tranh về xã hội Việt Nam ngày hôm nay, thì người ta có thể thấy hầu như về rất nhiều phương diện, Cộng sản Việt Nam đã lệ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với kinh nghiệm và kiến thức của giáo sư về tình hình tại Việt Nam và Đông Nam Á, giáo sư có thể có một cái giải pháp nào mà khả thi để cho Việt Nam thoát ra khỏi cái sự lệ thuộc của Bắc Kinh? Theo tôi á, cái con đường tốt nhất là phải tìm cái lối thoát ra không đổ máu. Nếu bắt buộc thì có thể cũng như là mấy lần khi trước, đời Ngô Quyền, đời Lý Thường Kiệt, đời Trần Hưng Đạo, đời Lê Lợi, đời Nguyễn Huệ Quang Trung á, thì phải đổ máu. Nhưng mà nếu tránh thì tôi nghĩ cái đó là hay hơn nhiều. Mà tránh đổ máu cũng học với cái đạo Phật, mà cũng học với đạo Thiên Chúa nữa. Tại vì Chúa Giê-xu đã nói là mình phải thương người, chứ không phải là có cái ý là giết người. Nhưng mà làm sao mà Việt Nam thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc một cách không đổ máu? Chỉ có cái là Đảng Cộng sản phải dân chủ hóa Việt Nam. Đảng Cộng sản phải hy sinh một phần toàn quyền, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quân sự. Mà phải lần phải mở cơ hội cho những người Việt Nam khác có thể ra ứng cư, có thể là vào chính phủ, có thể là làm đại biểu quốc hội đại cái. Mà thứ nhất thì phải cho cái quân đội Việt Nam ra khỏi cái sự chỉ huy của công an, và những người sĩ quan của quân đội và những người của công an không có thể thuộc một cái đảng nào hết, họ chỉ phải trung thành với tổ quốc và dân tộc. Nếu cái người cộng sản thì họ mua đổi cái đường, thí dụ họ muốn sửa cái hiến pháp, bỏ điều số 4. Họ nói là mình chỉ là một chính đảng mà thôi, mà sẽ có nhiều chính đảng nữa. Họ có thể làm ngay. Họ có muốn hay không, đó là câu hỏi. Mà mình có cái thí dụ của Jaruzelski ở Ba Lan á, mình có cái thí dụ của Gorbachev ở Nga. Nhưng mà cái bộ chính trị của đảng đã quyết định năm 92, 93 là ở trong Việt Nam không bao giờ có hai cái. Không bao giờ có một ông Gorbachev lên ở trong đảng, mà thứ hai không bao giờ có một vụ Thiên An Môn. Tức là cái đường lối của Đảng Cộng sản là tiếp tục cai trị toàn quyền, mà không có ở trong nội bộ có cái gì diễn tiến. Họ có cái danh từ là diễn tiến hòa bình, hay là diễn biến hòa bình, coi như là cái bệnh cancer, cái ung thư làm cho họ chết. Nhưng mà tôi nghĩ họ phải suy nghĩ lại. Năm nay là 2014, họ phải suy nghĩ là các anh tiếp tục cái con đường này thì các anh sẽ chết. Nếu các anh không có đòi cái lập trường, không có đòi cái đường lối đi, không có đòi cái cách suy nghĩ thì sẽ chết. Muốn sống thì phải sửa đổi. Mà cái lý do là người Việt Nam nào, kể cả người cộng sản, nó hiểu rất là rõ là trời đất luôn luôn là biến chuyển. Cái vũ trụ luôn luôn biến chuyển. Cái âm dương luôn luôn là biến chuyển. Nên rồi Đảng Cộng sản muốn theo kịp cái thời đại
thì cũng phải đổi. Mà nếu chính họ đứng lên đổi mà sửa Việt Nam cho tốt, tôi nghĩ rằng dân Việt Nam sẽ biết ơn và sẽ cũng bỏ phiếu cho họ một phần nào. Nói đến lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng nghĩa phải nói đến lịch sử của tội ác, của những chuỗi tội ác trong hơn 70 năm họ đã cai trị Việt Nam. Trong vô số những tội ác họ đã gây ra cho chính dân tộc của mình, thì theo giáo sư, đâu là cái tội ác lớn nhất? Tôi thấy cái tội ác lớn nhất là khi tham quyền. Có khi tham vọng làm đạo tài. Trong khi lúc mà dân không ưa, như vậy phải giết những người mà sẽ không chịu hào cho mình. Thành ra cái tội đó, theo tôi là bắt đầu nó là lớn là 45-46. Tức là lúc 45 thì Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh cam kết với Pháp để hợp tác với Pháp, để cho Pháp công nhận là Đảng Cộng sản với cái hình thức Việt Minh và ông Hồ Chí Minh là lãnh đạo chính đảng nhất của người Việt Nam. Rồi sau đó Đảng Cộng sản đã giết bao nhiêu người, mà giết người là đổ máu. Mà nếu đổ máu thì sẽ không có đức. Không có đức thì ai sẽ có cái gì tốt, làm hạnh phúc sẽ đâu. Từ đâu ra mà có hạnh phúc nếu mình đổ máu nhiều quá. Trương Tử An ai giết của Đại Việt. Lý Đô Ma của Duy Dân ai giết. Đức Quỳnh Giáo Chủ ai giết. Có một lúc năm 70 tôi đi đến Đà Nẵng, mà có người cho tôi vào cái nhà của cao đài. Tôi vào một cái phòng rất là lớn, mà tôi thấy hình ảnh ở trên tường nhiều lắm. Tôi hỏi là người này của ai, thì nói là đây là 3.000 người cao đài mà bị Việt Minh giết hồi là 45 hay là 46. Thế rồi tôi nghĩ cái đó là cái sự khởi đầu của một cái chiến tranh giữa người Việt với nhau. Vì cái chiến tranh đó, từ 1-2 triệu người Việt Nam chết. Cái đó là một cái tôi biết bao lần. Thì trong cái lịch sử của người Việt Nam, có người Việt nào tạo cái điều kiện mà cố ý tạo điều kiện cho 1-2 triệu bà con của mình là chết. Tôi biết ông Trần Thủ Độ đã có cái mưu để giết công thần của nhà Lý. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó là nhiều nhất là 2.000-3.000 người gì đó. Mà khi số người Việt Nam chết vì Cộng sản thì đã quá nhiều rồi. Tôi thấy một cái tội ác nữa, không phải về cái bản thân người, nhưng mà bằng cái tinh thần. Từ lúc 75 đến bây giờ, cái chế độ Cộng sản không có tạo ra một cái nền đạo đức, lương tâm cho người Việt Nam. Nên tôi thấy cái người Việt Nam nhất là người trẻ, họ chỉ thấy là hoàn cảnh của họ là chạy theo tiền bạc, chạy theo quyền lợi, chỉ lo cho mình thôi. Hẳn rồi họ có thể họ mất phần lớn những cái gì quý tốt của cái văn hóa và dân tộc của người Việt Nam. Mà tôi đã thấy cũng cái kết quả, cái hậu quả đó ở bên Trung Quốc. Tôi đi Trung Quốc, tôi gặp bao nhiêu người Tàu, bây giờ Tàu là tham nhũng lắm. Người Tàu thì họ coi như là họ quen những cái cao quý, cái văn hóa cao quý của công tử và mãnh tử. Nga cũng vậy. Người Nga, bây giờ người Nga nó trở về cái đạo tiếng Chúa giáo, mà người nào cũng có tham nhũng nhiều. Nên rồi cái ảnh hưởng của Cộng sản đối với cái nền trí tuệ, cái nền đạo đức của một cái dân tộc nào là coi như là một cái tội ác. Giáo sư có tin là Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ, và sẽ sụp đổ dưới hình thức nào? Khi lịch sử cho mình biết nhiều trường học, một cái chế độ độc tài sụp đổ, phải có một cái thời cơ, nhưng mà phải có một cái sự kết luận ở các dân là cái chế độ này là không có tốt, cái chế độ này chỉ theo quyền lợi của một số người thôi, không có giúp được đất nước. Thứ ba thì phải có một cái biến cố nào đó, bằng tiếng Anh gọi là một cái trigger, mà cái biến cố là cũng phải nhờ một cái chuyện đã xảy ra ở trong nước, hay là ảnh hưởng của những cái chuyện ở ngoài đi vào nước.
Mà một cái điều nữa là chính cái người của chế độ đa số phải thất vọng, không muốn hy sinh mình cho chế độ nữa. Tức là cái điều quan trọng nhất là lính và cảnh sát công an không dám giết dân. Lúc mà lính và công an không có dám giết dân thì chế độ sẽ sụp. Nên là mình nghĩ về Việt Nam thì trường hợp nào có thể đến là cái lúc mà dân nó ra đường, nó đòi hỏi cái gì, tự do, dân chủ, cái gì đó, không thuộc bác triều nữa, mà lính và công an cấp nhỏ, họ thông cảm với dân, họ thấy là dân có lý, thì họ không có bắn súng, lúc đó thì chế độ sẽ sụp. Bây giờ chúng ta nói đến giới trẻ Hồng Kông. Họ đã tạo ra một chấn động rất lớn cho toàn thế giới, qua những cuộc biểu tình quy mô, có trật tự, có kế hoạch. Mục đích của họ là đòi hỏi hóa luật để họ được quyền tự do chọn cái người lãnh đạo cho cái bán đảo này vào năm 2017. Từ cái bối cảnh đó thì chúng ta liên tưởng đến cái giới trẻ Việt Nam. Chưa chắc giới trẻ Việt Nam đã có được cái tinh thần tranh đấu dân chủ như giới trẻ Hồng Kông. Tuy nhiên, nhìn về tương lai, giáo sư có nghĩ rằng có sẽ có một cái biến cố tương tự như Hồng Kông hay không? Thì theo tôi là phải học lịch sử của Việt Nam. Phải biết rõ người Việt Nam, nam nữ, có cái gì đặc biệt. Tại sao dân tộc Việt Nam có cái số riêng? Tại sao trời đã tạo ra cái dân tộc Việt Nam? Tức là người Việt Nam khác người Tàu, người Nhật, người Thái, người Mỹ, người Đức, người Pháp ở điểm nào? Thứ hai nữa, giới trẻ phải nắm chắc người Việt Nam có cái gì quý, có cái gì đặc biệt, có cái gì có danh dự, có cái gì họ đóng góp cho nhân loại. Thì phải biết cái đó để mình có cái tự ái, để mình có cái lý do là bảo vệ cái tổ quốc của mình. Thứ hai nữa thì nếu giới trẻ nó học lịch sử, họ biết là cái cuộc lấy lại độc lập, lấy lại hạnh phúc cũng phải kéo dài nhiều năm. Nếu một người đứng lên mà thất bại, thì cái đó không phải là xong chuyện. Có thể có người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ 100, thứ 200, gì đó. Hẳn là nếu người trẻ nhớ là cái thời Bắc thuộc, gần như là 1.000 năm, mà bao nhiêu người từ Hai Bà Trưng, rồi người này người kia mới tới ngô quyền, nhiều người Việt Nam đứng lên giữ được cái tinh thần dân tộc. Hẳn là tôi thấy khi giới trẻ, khi bốn phần của họ là tìm ra cái tinh thần dân tộc và giữ được cái đó, mà phổ biến ở trong giới anh em. Mà nói đến Hai Bà Trưng, thì có một điều là xin nhắc lại là cái vai trò của phái nữ mà. Thì các cô gái Việt Nam cũng có thể đóng góp. Khi việc mà lấy lại độc lập, khi việc mà đem hạnh phúc cũng nhờ cô gái cũng như là các anh. Tại vì người Việt Nam, một cái đặc điểm của người Việt họ tên là phúc đức tài mẫu. Thế nên là các phụ nữ, các bà cô gái, các bà mẹ cũng có cái vai trò để giáo lại cho con cháu những cái gì quy mà tổ tiên đã để lại. Thưa giáo sư, trước khi bước qua cái câu hỏi cuối cùng, thì chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn giáo sư đã dành thời giờ, công sức với những nhận định giá trị cho cái bộ phim chúng tôi đang thực hiện. Kính chúc giáo sư và gia đình mọi sự an lành. Bây giờ, nói về cái cuộc hội thảo ngày hôm nay, thì xin giáo sư tóm tắt bằng song ngữ, Việt ngữ và Anh ngữ, để khán giả có thể hiểu được cái phần nào cái nội dung của buổi hội thảo trước khi họ được xem cái video về toàn bộ cuộc hội thảo này trong tương lai. Hôm nay tôi xin nói chuyện về cái việc của bố tôi hồi năm 54, tức là cách đây 60 năm đúng cái tháng này. Hôm nay là tháng 21 tháng 10, thì năm 54 ngày 23
Hoa Thiên Đốm 24 ở Việt Nam, thì ông Tổng thống Eisenhower đã gửi một cái lá thư chính thức cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng là người Mỹ sẽ ủng hộ người Việt Nam có tinh thần dân tộc, bằng tiếng Anh gọi là nationalism, để giúp họ tránh cái sự đàn áp của Cộng sản, mà tránh một cái chế độ độc tài của Cộng sản đó. Mà chính là bố tôi là cái người làm việc cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã soạn cái thư. Và trong cái thư đó, cái điều mà đặt nặng là nationalism, là cái ý kiến mà cái nhân tử của bố tôi. Thành ra đây là kỷ niệm 60 năm, thì tôi muốn ở tại Harvard, tại vì bố tôi là người ở Harvard, ông học về Tàu, ông học về Agile ở đây, ở Harvard năm 36, 37, 38. Năm 37, thì ông ở Tàu một năm, thành ra ông rất biết cái phong tục văn hóa của người Agile, mà ông phúc đó, mà ông thấy là Cộng sản không phải là ở Âu Châu mà ra, mà ở Âu Châu qua Á Châu. Thành ra, lúc ông được lệnh phải qua cái vấn đề, cái liên hệ Hoa Kỳ và Việt Nam, ông muốn giúp cái người Việt Nam, chính thức Việt Nam, không phải theo một cái lý thuyết từ Tây Phương qua, mà ông đi nghiên cứu cái hệ thống, cái lịch sử của Việt Nam, cái văn hóa của Việt Nam, mà thì nhờ cái đó thì người Mỹ làm bạn được, người Mỹ là làm đồng minh, chứ không phải là làm boss, mà làm đồng minh. Rồi lúc ba tôi chết năm 72, thì ở Harvard thì họ đặt một cái, gọi là một cái chair, một cái ghế, một cái chức giáo sư để nghiên cứu về Việt Nam, có cái tên của bố tôi. Nên rồi tại Harvard, cái chair in Vietnamese studies, so, cái position mà nghiên cứu Việt Nam là Kenneth Todd Young Chair of Vietnamese Studies. Anh rồi tôi thấy để nhớ bố, thì tôi muốn kể một cái chuyện mà ít người biết. Mà thứ hai, cái mục đích của tôi là một cái nạn của người Việt Nam, là người Tây Phương, không có hiểu cái sự tinh thần dân tộc của Việt Nam, không có hiểu Vietnamese nationalism. Mà vì đó thì người Mỹ có bao nhiêu năm không có giúp người Việt Nam một cách hữu hiệu. Thí dụ, tôi đã tin là nếu người Mỹ hiểu về nationalism như là bố tôi, thì họ sẽ giúp giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nhiều hơn. Mà nếu giúp giáo sư Huy và Đảng Tân Đại Việt và những người cũng có cái ảnh hưởng, tại vì cũng có nhiều người Đại Việt, có Quốc Dân Đảng, có Hoa Hảo, có Cao Đài, có người Công Giáo, có người Đạo Phật, cũng có cái quê hương dân tộc, thì Cộng sản không thắng nổi. Nhưng mà Mỹ không có hiểu. Tại vì tri thức Tây Phương, Pháp và Mỹ không có nghiên cứu đúng mức người Việt Nam, không có học tiếng Việt, không có đọc giáo ân ca, không có hiểu cái thơ Kim Văn Kiều đầy đủ. Hình rồi mình coi như là một người mù, mình muốn đi đánh Cộng sản mà không thấy, mà không nghe, vừa mù vừa điếc, khó thành công. I have two reasons for presenting some thoughts on the work of my father in 1954, which was 60 years ago. This is the 28th of October. On October 23 in Washington and 24 in Saigon, President Eisenhower sent a letter to Prime Minister Ngo Dinh Diem of Vietnam, promising that the Americans would help the Vietnamese nationalists, the Vietnamese who had their own sense of identity, prevent a communist dictatorship and communist conquest of the North. And that letter was written by my father, including the word nationalism. And the basis for American policy was Vietnamese nationalism, not to impose American ideas, but to support the Vietnamese. So that meant our role had to be that of an ally, of a partner, of a support. But it was our objective was the Vietnamese objective, what the Vietnamese wanted for themselves, their traditional values. And my dad had learned about that in the 30s as a student here at Harvard, in 36, 37, 38. And in 1937, he'd spent a year in China, and he studied Confucianism and many things, and he learned to respect the Asian cultures. So later, when he was asked to take responsibility in the State Department for Vietnam and Southeast Asia, his sense for the American role was to support
the local values and cultures and traditions of those people to give them independence and let them determine their own destiny according to their nationalist values. And then when Dad died in 1972, Harvard named the chair in Vietnamese studies for him. So here at Harvard, it's the Kenneth Todd Young Chair of Vietnamese Studies. But sadly, the West has never really understood Vietnamese nationalism. So we were never able to help the Vietnamese as well as we could. And I felt that if we had studied more, if we'd followed my father's work, we would have done more to help, say, Professor Nguyen Ngoc Huy, and the Thanh Đai Viets, and the Phong Trào Cap Tiên, the Progressive Nationalist Movement, and the other Vietnamese who were nationalists in the different Dai Viet groups, the VNQDD, the Hoa Hào, the Cao Dai, Buddhists, Catholics, who have a traditional sense of why Vietnamese have their own values. And they come from Vietnam. Communism, of course, comes from the West. And Dad understood that. And it was kind of a product of French colonialism in an odd kind of way. But the Vietnamese did not need to suffer from French colonialism anymore. But the Americans didn't know enough about Vietnamese nationalism. They still don't. So it's like if you're blind and you can't hear and you get into a fight, how can you win?